Một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, thưa quý vị, bài hát đầu tiên xin được gửi đến quý vị một bài hát rất là dễ thương và cũng rất là quen thuộc. Bài hát được mang tên Hơn Cả Yêu. Xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you. Xin cảm ơn rất nhiều.